Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Duy Phước, kênh YouTube Duy Phước Official và cũng như là kênh fanpage của nghệ sĩ Duy Phước. Thì hôm nay rất là vui lại gặp lại tất cả cô chú, anh chị và các bạn, và chúc cho mọi người sẽ luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Và hôm nay mình dẫn má vợ mình qua thăm bà ngoại, tại vì mấy bữa trước bà ngoại bị mệt, hôm nay là sức khỏe đã đỡ rồi. Hôm nay là mẹ vợ của mình từ dưới quê lên chơi, xong rồi mình dẫn qua thăm bà ngoại mình luôn đó. Đó, đây hai người phụ nữ quyền lực đó. Hai mẹ con đây, rồi hai mẹ con tâm sự luôn đi. Rồi dạ. Đang ăn chè. Chào, hello. Bà ngoại mình mới bị bệnh xong mọi người. Người bị gì kìa, nói đi. Bị rối loạn tiền đình. Là sao, là triệu chứng sao, còn bị sao? À, bữa ngoại mình nói luôn mọi người. Mày có gọi vô bên cái gì mà truyền nước này nọ vô á. Nhưng mà anh cũng không có dám vô. Anh đã đổ con giấy gì vậy? Con giấy. Trời ơi, nó tụt xuống đi chơi. Cho nó đứng ngay ghế kìa. Quậy lắm thiệt luôn á. Nó quậy. Là bữa bà ngoại mình nói luôn mọi người, là truyền nước là bác sĩ không có dám truyền, tại vì sức khỏe đang bất ổn. Lớn tuổi rồi, sức khỏe cho phép. Rồi sao? Nay đỡ rồi. Nay đỡ rồi. Nay đỡ rồi. Rồi hai người phụ nữ nói chuyện nhau đi chứ. Mẹ sao nói tê gì đâu, không phải nấu đi. Do thằng ngoại sao? Ủa cái này là chè ngoại nấu. Xin con ăn. Chào tất cả mọi người. Mình ở quê mình xuống thăm hai vợ chồng con gái và rể với cháu ngoại, nhân dịp mà qua thăm mẹ. Nghe nói mẹ bệnh. Bà ngoại Tà Hủ qua thăm bà cố của Tà Hủ. Giờ cũng không biết nói gì hơn. Ngày giờ chúc cho bà cố của Tà Hủ mau hết bệnh, khỏe, vui vẻ với con cháu. Mà ngoại kể lại hôm bữa là sao mà bị cái gì? Tại ăn nhãn đó. Mình đang ăn chè nha. Ăn nhãn đó rồi cái rồi ăn á cảo vô. Cái nó trúng đang lại. Ủa, lại cái nó ủa đâu có liên quan tới rối loạn tiền đình đâu, thì nó mới xây đó, người ta vô tổng người ta nói rối loạn đó, trên não gì đó, ai biết đâu nè. Là cuối cùng là bây giờ ăn là chọt bụng, rối loạn ở dưới hay là rối loạn trên này? Rối loạn trên này. Rối loạn trên này mà sao liên quan vậy, chuyện ăn hát cảo vậy? Nó trúng thật á mày ơi, ta nói nó trúng thật năm mới ôi. Trúng thật à? Vậy hả? Ngoài trúng thật. Thì sao nãy nói nó loạn tiền đình? Thì nó quay nhầm lên, nó loạn tiền đình. Quay coi như mà máu nó không có lên não được đó, nên nó quay nhầm nó ói rồi. Mẹ Giang thì đang đi công tác xa, cho nên là nhà có mỗi bà ngoại với lại lúc thôi, lúc nghỉ rồi. Quay hết luôn. Ở đây là mẹ vợ mình gọi bà ngoại mình là bằng mẹ. Mà tính ra hai cái độ tuổi cũng không có chênh lệch nhiều lắm đâu mọi người. Thì vợ mình là hôm nay ra sáu mấy nè, sáu mốt ngoài bảy mấy, bảy sáu hơn mười mấy tuổi. Đúng rồi, hơn con Giáp. Mẹ Giang là 50. Ba Phương với bà ngoại không có chênh lệch nhiều tuổi đó. Ba Phương là bảy mấy, bà ngoại cũng bảy mấy đó, đúng không? Phương bảy bốn ý không phải ai? Bảy sáu bảy sắp chín bảy mươi rồi. Bảy mươi à, bảy ngoại bảy sáu là ngoại lớn hơn ba có sáu tuổi thôi. Mẹ vợ lớn hơn bảy sáu tuổi gì? Mẹ vợ lớn hơn là bà ngoại à? Đúng rồi, bà ngoại lớn hơn. Mình ăn chén chè này là của bà ngoại của Duy Phước, là mình cũng kêu bằng mẹ luôn, cũng như là mẹ của mình, mẹ của chị Giang cũng như là mẹ của mình. Bà ngoại nấu chè nè rất là ngon nè mọi người.
gải trái nhãn, trái nhãn, với nhãn nè, táo, với táo nè, với cổ lại cổ tay, cổ tay rong biển. Ồ, quá ngon luôn mọi người ơi. Ăn đi không? Ngồi được chút không? Ăn đi, ăn đi. Em Phước, em ăn gì ở trong hổng? Trời ơi. Trời ơi. Nó nuốt. Nó nuốt, tao thấy nó nuốt mà nuốt. Nó mệt còn cười. Cái gì nó cũng khó bỏ vô miệng hết trơn. Bỏ vô miệng. Ngu quá. Bị dữ rồi đen. Đó. Phải. Bà. Quên là mâm cái gì? Mâm đi chồng ăn xong rồi. Gỡ mâm cái gì? Mâm cái gì? Gỡ ra đi. Cái mặt mày không ai ưa. Biết chưa? Đừng có hả họng ăn. Cái áo mặc cửa hầu trong tháng chiêu à. Kêu con là con chim én. Chim én đúng rồi, mà cô đặt chim én đúng rồi. Chim én. Nó không có lớn nữa mà cô mà ngoại lớn. Dữ tợn. Đó, thấy chưa? Rồi. Dữ tợn. Rồi nó dám ấy móc móc. Ấy da, ấy da. Ấy da mày quýnh tao hả? Quýnh tao. Ôi giời ơi, trời ơi, con mày cà Phước. Con mày cà Phước. Mày quýnh hả? Quýnh đâu hả? Để con nó làm tới đâu? Ôi, để nó coi, để nó tao nó quýnh lộn. Cái tay, đây anh. Cái tay bóc cái gì thúi quá. Nó ngậm đó, cái đó nãy giờ đó. Nó ngậm mày, cái chân của con gấu. Mày ơi, ấy da trời ơi, móng tay giật quá. Cái mỏ của mày đó, dữ. Đó, thấy chưa? Móng tay là với bà cố. Mày quýnh hả? Quýnh ta hả mày? Rồi, trời ơi, nắm đầu giật. Nắm đầu giật. Quýnh mày hả mày? Quýnh hả? Mày ưa? Cái mỏ nè. Rồi, thôi được rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ngày hôm nay. Thì, bà ngoại chào. Chào mọi người. Sao chào lúc đầu với lúc cuối giống nhau vậy? Em chào mọi người nha. À, ok. À, xin chào mọi người. Nhiều dạ, nhiều sức khỏe. Dạ, mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube Duy Phước Official và fanpage nghệ sĩ Duy Phước và TikTok Duy Phước luôn nha cả nhà ơi. Ủng hộ nha. Mọi người ơi. Nhớ like kênh của Duy Phước. Nhớ like kênh của Duy Phước. Like kênh. Subscribe. Like, share, subscribe. Đang khổ. Cho lâu dài mẹ nói tiếng Anh. Like còn share nữa. Subscribe đồ nữa. Đúng rồi. Ok thôi, bye bye mọi người nhiều bye nha. Bye bye mọi người. Bye bye mẹ. Bye bye mọi người nha.